Chu kỳ kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc đầu tư, và khi chúng ta quyết định đầu tư một cái mức đầu tư có tính chất thắng hay thua phụ thuộc vào cái thời điểm của các bạn đầu tư. Ví dụ như nếu như bạn mà lựa chọn được cái thời điểm đầu tư nó đúng thì bạn đã có thể đem lại lợi nhuận cũng như là cái chiến thắng đến 80% cho từng mức đầu tư đó của mình. Nhưng tại sao Dũng lại nói như vậy thì ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ với các bạn lý do tại sao mà thời điểm đầu tư nó lại quan trọng như vậy. Thì các bạn thấy rằng là chu kỳ kinh tế thì nó sẽ có sự biến động lúc lên lúc xuống, và một cái chu kỳ thì nó sẽ thường kéo dài khoảng tầm 10 năm hoặc hơn 10 năm. Thì chúng ta thấy mỗi một chu kỳ nó sẽ có các cái giai đoạn thăng trầm và giai đoạn phát triển. Và nếu như bạn lựa chọn được cái thời điểm vào nó ở cái giai đoạn cuối của chu kỳ hay người ta gọi là đáy, thì lúc này cái khả năng thành công của bạn nó sẽ chiếm đến 80%. Giống ví dụ đơn giản như trong thị trường bất động sản chẳng hạn đi, thì khi mà thị trường đang ở đỉnh thì giá cả của hàng hóa của bất động sản nó rất là cao, và lúc này nếu như bạn mua thì khả năng đu đỉnh của bạn rất là lớn. Nhưng nếu như bạn biết lựa chọn thời điểm, ví dụ như năm 2009 đến 2012 thì đó là cái giai đoạn mà thị trường đang giai đoạn khủng hoảng ở đấy, và những ai đã kịp thời sở hữu cho mình những cái tài sản là bất động sản ở giai đoạn đó thì hiện nay họ đã rất giàu có. Thì chúng ta thấy rằng là nó khá quan trọng, và một cái chu kỳ kinh tế thì nó sẽ bị tác động bởi rất là nhiều các yếu tố như các thị trường khác. Ví dụ nó có thể chịu ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng, nó có thể chịu ảnh hưởng của thị trường vàng, cũng như là ảnh hưởng của thị trường hàng hóa. Nếu như mà thị trường hàng hóa mà phát triển, các doanh nghiệp, các cái chủ cơ sở kinh doanh họ sẽ có lợi nhuận nhiều hơn, công dân công nhân có công ăn việc làm nhiều hơn, và họ sẽ có tiền tích lũy để tiết kiệm. Thế như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái chu kỳ cũng như là cái sự phát triển của các thị trường còn lại. Việc mà khi chúng ta quyết định cái thời điểm vào nó rất quan trọng. Chúng ta không phải là chúng ta hàng ngày chúng ta mua bán, việc mua bán thì chúng ta chỉ cần trong một giai đoạn, một chu kỳ bạn lựa chọn được các cái sản phẩm phù hợp và bạn vào đúng thời điểm và mua xong bạn đầu tư và bạn chờ đến điểm bạn chốt lời thì là bạn đã chiến thắng. Chu kỳ nó cũng là một vấn đề quan trọng, nhưng cái việc chúng ta lựa chọn đúng thời điểm rồi, sau đó chúng ta phải có thêm kỹ năng để chúng ta lựa chọn sản phẩm nào đầu tư cho nó phù hợp, hiệu quả, an toàn, vị trí nào, sản phẩm nào, thì toàn bộ những điều này thì chúng ta lại cần phải có kiến thức của nó. Và nếu như bạn nào mà mong muốn học thêm từ những kiến thức liên quan đến cách để chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm đầu tư, cách để chúng ta có thể loại bỏ những cái rủi ro trong quá trình đầu tư, thì bạn đừng ngần ngại inbox riêng Dũng sẽ hỗ trợ bạn. Chúc các bạn sẽ tìm kiếm được cho mình những thương vụ đầu tư thành công. Chúng ta hãy kịp thời nắm bắt lấy cơ hội ở cái giai đoạn là thị trường đang đi xuống như này và đang có một bước vào một chu kỳ mới.